cắp ảnh sex của đồng nghiệp. Một cựu kỹ sư phần mềm Yahoo vừa bị cáo buộc đột nhập vào tài khoản hàng nghìn người dùng, rồi đánh cắp hình ảnh, video nhạy cảm và dữ liệu riêng tư của họ. Công tố viên Liên bang Mỹ cho biết, Ray S. Daniel Ruiz hôm thứ Hai đã thú nhận sử dụng quyền truy cập kỹ sư phần mềm Yahoo xâm nhập vào 6.000 tài khoản người dùng. Nam kỹ sư này đã bẻ khóa mật khẩu vào hệ thống nội bộ của Yahoo để phục vụ ý đồ đen tối. Nạn nhân là phụ nữ trẻ, gồm cả bạn bè và đồng nghiệp. Reyes Daniel Ruiz đã sử dụng thông tin từ tài khoản Yahoo nạn nhân để đột nhập vào các dịch vụ khác của họ như iCloud, e Facebook, Gmail và Dropbox. Sau khi bị một cựu nhân viên khác phát hiện, Ruiz đã phá hủy máy tính và ổ cứng chứa dữ liệu nhạy cảm trên. Thông tin LinkedIn của Ruiz cho biết, người này đã làm việc cho Yahoo gần 11 năm. Hiện Ruiz đang tại ngoại nhờ đóng tiền bảo lãnh 200.000 đô la Mỹ. Người này có thể đối mặt án tù 5 năm và khoản tiền phạt 250.000 đô la Mỹ phán quyết cuối cùng sẽ được đưa ra đầu năm tới